Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, sáng nay lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và thành phố Tam Kỳ đã đến đặt vòng hoa, viếng hương và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam và dâng hoa tượng đài Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Trong không khí trang nghiêm, các đoàn đại biểu dành một phút mặc niệm trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, những người đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh dẫn đầu. Đoàn đại biểu Quốc hội do Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng và Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Phước dẫn đầu. Đoàn đại biểu các lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam do Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dẫn đầu. Cùng đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tam Kỳ do Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Trần Nam Hưng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bùi Ngọc Ảnh dẫn đầu. Vòng hoa của các đoàn vào viếng mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Việc thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam và tượng đài Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng thể hiện sự tôn vinh và ghi nhớ công lao của những anh hùng liệt sĩ, những người mẹ Việt Nam Anh Hùng đã hy sinh để bảo vệ nền độc lập tự do cho đất nước. Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, để luôn luôn ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam ra sức phấn đấu góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh, đồng thời quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng, thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.